Vào thời gian này, ở bờ biển Australia hay xuất hiện cá voi. Mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện một con cá voi lưng gù màu trắng xuất hiện ở gần bờ biển vàng ở Australia. Họ cho rằng có thể đây là loài cá voi trắng có tên gọi là Migaloo. Theo truyền thông Australia, Migaloo là từ bản địa có nghĩa là người da trắng. Mỗi năm, trong khoảng từ tháng 4 tới tháng 8, có tới 5.000 con cá voi lưng gù di cư từ phía Bắc đến vùng biển phía đông Australia để kiếm ăn và sinh sản ở vùng nước ấm.